Chị này là em giới thiệu thiệt nha. Trai Hàn Quốc, cao 1m8. Dạ mời anh Quyêu ạ. Trai đẹp của em nè. Chào Quyêu. Cảm ơn. Thế nên mày thương anh vậy? Khi mà thấy tự nhiên tình cảm mà nó trao một cách không có hợp lý, cái nó sợ sợ sao? Sợ quá. Tờ mình tên gì các con? Chú Quyên đẹp xinh. Trời ơi, dạy tụi nhỏ nó đều chân thật. Nói chân thật quá các con à. Nói chân thật quá các con à. Sửa lại nè, tụi con sửa lại chút xíu nè. Chú Quyên đẹp tự nhiên không chỉnh sửa. Không chỉnh sửa. Thật sự là vậy mà. Lại coi 2, 3. Chú Thành ơi, chú Thành, cái này là chương trình Nhanh Như Chớp Nhí chứ không phải là chương trình liên quan đến thẩm mỹ nha chú Thành. Okay. Trời ơi, hay quá con ơi. Không nhờ Captain America của em làm chết rồi. Trời, gà nhà tôi. Luân Đôn, Bản Đôn với Buôn Đôn, đâu là thủ đô của nước Mỹ? Không có cái nào hết. Washington mới là thủ đô của nước Mỹ. Xuất sắc. Mọi người ơi, em thiết nghĩ là phải để bé lại thi cuối cùng với anh Vinh Râu nè. Nãy giờ là anh Will trả lời sai hết 3 câu rồi đó. Theo con, chú này là chú Vinh Râu, Vinh Mập hay là Vinh Béo? Vinh Mập. Điện thoại bàn và điện thoại ghế, cái nào nghe rõ hơn? Điện thoại ghế đó. Ngồi vô cái điện thoại đó vậy không được. Điện thoại ghế không được. Cứ lại điện thoại bàn không được luôn. Ủa vậy cuối cùng con nghe điện thoại gì? Điện thoại bàn với điện thoại ghế, cái nào con sẽ gọi điện thoại được cho người ta? Điện thoại bàn là gì? Điện thoại ghế là gì? Con không có hiểu. Nói một trong hai thôi nha con nha. Cho con dễ hiểu là một là con trả lời điện thoại bàn. Điện thoại bàn. Hai là con trả lời cái kia thôi nha. Tức là bà một điện thoại bàn với con, điện thoại ghế. Điện thoại ghế. Em tuy là cái lỗ tai em nó nghe không rõ thôi, em còn được cái ngu nữa. À vậy hả? Dạ. Vậy thôi em về đi thi chi. Ráng được cho bằng Will. Câu đầu tiên, Vinh Râu có thể giảm cân được không? Có. Có. Lên. Câu đó hỏi chơi thôi. Sữa càm, sữa mũi có đau không? Em phải hỏi anh trước chứ. Ok, không hỏi thôi, trả lời thôi. Bình bát là cái bình hay cái bát? Đâu phải là cái bình hay cái bát gì đâu. Nó là một cái là hoa. Bình bát không phải là cái bình hay cái bát gì hết. Đó là gì? Nhanh lên, hết giờ. Thì đó phải là cái bình với bát. Được, anh tập trung câu hỏi anh thêm cái đó đâu. Anh hỏi em nhiều quá, em ấy đó. Câu hỏi bình bát không là bình, không là bát thì nó là gì? Mới câu 1 thôi là thấy cái khả quan rồi. Trả lời đại đi. Cái ly. Cái ly phải không? Ừ, bình bát là cái ly nha mấy anh chị. Thiệt luôn á, không tin được. Không chính xác. Con trai của cô Hoa có bà ngoại là người Nhật, ông nội là người Pháp. Vâng. Mẹ là người Việt Nam lai Nhật, ba là người Mỹ lai Pháp. Vậy hỏi con cô Hoa là giới tính gì? Ủa, nam nữ gì cũng được, mà cũng miễn là con lai mà nam nữ chả được. Không chính xác. Ủa? Con trai của cô Hoa. À. Christy, dinh dưỡng, thơm ngon. Christy, diện mạo mới. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí mùa hay lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.